Vâng, xin chào tất cả các bác. Em đam xe đạp hôm nay tiếp tục lên hình một chiếc xe đạp Nhật bãi hiệu Momentum của hãng Gian sản xuất. Chiếc xe này là đã sử dụng tại trường Nhật Bản thì gọi lôm la là Nhật bãi. Con này là khung thép toàn bộ, phụ tùng thì bằng nhôm, khung sườn thì bằng thép các bác nhé. Con này dòng đứng là khoảng 48 cm, tức là đầu size M, và chiều cao phù hợp chiếc xe này sẽ là 1m60 cho tới 1m75. Bây giờ em xin phép quay chi tiết. Dòng Momentum thì nó có hai loại đầu, một loại đầu ngang và một loại đầu bằng. Và chiếc này là đầu bằng các bác nhá. Ghi đồng ngang, ghi đồng bằng. Bằng nhôm rất là sáng. Tay lắm này, tay vặn Shimano nguyên bản theo xe các bác nhá. Phản quang nguyên bản theo xe, chuông nguyên bản theo xe luôn. Và cái bô tăng của nó hơi vênh, như vậy đi rất là dễ chịu. Cái bô tăng của xe Gian hãng hàng luồng rất là luồng của đá nhá. Các nhìn rất là chắc luôn. Nó không mong manh như hàng đời mới này đâu. Kể cả những chiếc Gian chính hãng mới cũng rất là mong manh. Cái gen nó vặn cũng rất là dễ toẹt gen. Chứ các bạn phải cẩn thận khi vặn gen chiếc xe Gian đời mới các bác nhá. Còn những chiếc xe Gian bãi đây kiểu này thì rất là chắc, và nhìn cái ốc vít rất là to, vặn thoải mái luôn. Con này khung thép toàn bộ, khung thép càng thép và sơn khung sườn sơn zin 100%. Và sơn con này là màu màu lông chuột, hay gọi là màu ghi xám thì đúng hơn, màu ghi sắc xám. Đấy, các bạn nhìn này, đấy, lông chuột. Trang bị là phanh chữ V, dòng phanh đặc trưng dòng Touring. Em nói rồi trên nhiều video rồi, dòng phanh này thì cái ưu điểm nó rất là dễ sửa chữa, bóp rất là nhẹ tay, thay thế dễ dàng, và đồ ăn cũng rất là tốt. Cái ý em nói là bóp rất là an toàn, sử dụng an toàn thì sử dụng các bác nhé. Con này dòng Gian Momentum thì trang bị là Mayer nhôm lan inox và vành nhôm hai lớp rất là sáng. Cái dòng Gian Momentum là ưu điểm vành rất sáng luôn, và lốp nguyên bản theo xe bãi còn sử dụng được, chưa phải thay thế các bác nha. Dòng khung thép thì cái ưu điểm nó là càng lau càng sáng và típ nhỏ nhìn rất là đẹp phong cách. Còn dòng khung nhôm thì nhẹ nhẹ một chút, nhưng về độ bền về thời gian thì không cao, và thứ hai là lau nó sẽ không bóng như dòng khung thép này các bác nhé. Dòng nhôm thường thường sau 15 nó sẽ cái độ ải sẽ có nhất định, còn dòng thép thì sẽ lâu hơn. Đấy thì kinh nghiệm em chia sẻ như vậy thôi, thì còn nhiều bác cũng sẽ biết vấn đề này. Còn chọn khung nào cho các bác chọn nhé. Đây còn lại là tem công an bên Nhật. Và chiếc xe này là bán tại cửa hàng Aeon bên Nhật Bản. Và em cũng bán tại cửa hàng Aeon. Chi nhánh ở Việt Nam thì không bán những chiếc xe này. Tại sao thì em không biết các bác nhé. Các thông cảm cho em. Do bên các vấn đề là bên cán bộ bên Nhật họ có nhập hay không nhập thôi. Có thể là do liên quan đến thuế má này nọ linh tinh, nó đắt hay như nào đấy thì em không rõ. Đây cái đùi đó là đùi Blowell đây, và còn nguyên cả chắn xích nha, rất là đẹp. Xích là nguyên bản theo xe còn dùng được, tra dầu vào chạy rất là ngon. Và clip sau là Shimano 6 tầng các bác nhé, nguyên bản, và các bác có thể độ lên 7 tầng không vấn đề gì. Cụ đề Shimano nguyên bản theo xe, cái vành rất là sáng nha, vành sáng soi gương, rất sáng soi gương luôn. Về đủ cái chân chấm, yên nguyên bản theo xe và có bị chấm ở chỗ này nha, đấy chấm hai chỗ không sao. Chiếc xe rất là đẹp, cân đối sai số đẹp. Và em xin được báo giá ngày hôm nay chiếc xe này em bán với giá là 3,8 triệu đồng. Bạn nào có nhu cầu liên hệ em làm xe đạp 1986, số điện thoại 0985125505. Em có nhận giao hàng toàn quốc, giao hàng tại nhà cho các bác. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.